Thành thì Thành không phải vì La La Land mà Thành mới nghĩ ra cái cảnh đó, mà tại vì Thành là người xem phim hoạt hình nhiều, hay là người xem phim hoạt hình nhiều, những cái phim về fairy tale ngày xưa là mình cứ thấy công chúa hoàng tử cứ dẫn nhau, thì khi người ta mơ thì người ta thường hay mơ đến giấc mơ về công chúa và hoàng tử. À, thì vô tình nó giống như cái tiềm thức của một đứa trẻ là mình coi phim hoạt hình nhiều, Beauty and the Beast, rồi Sleeping Beauty, Snow White đều là những bộ phim về khi mà yêu nhau, cái nắm tay, cái biến thành hoàng tử công chúa, nó thành cái tiềm thức của một đứa trẻ, thì khi mình làm phim mình cũng muốn nó mộng mơ như thế. Thì tôi tin chắc đạo diễn La La Land cũng là người đã từng coi phim hoạt hình, thì ngay lúc đó ông cũng muốn ở tôi nắm tay cái, tôi biến thành một cái người đang khiêu vũ. Chắc là ông đạo diễn của La La Land cũng sẽ thích cái bài Fly Me to the Moon. Thì tự nhiên nghe cái bài đó thì nắm tay cái là đưa nhau lên mặt trăng. Tôi nghĩ vậy. Đâu đó trong cuộc sống của mỗi một người, họ đều có những cái ký ức, những cái hình ảnh mình thấy được ở đâu đó. Cho nên là như mình nói, không có gì mới lạ với ánh sáng mặt trời. Nhân loại đều sao chép nhau cả, chỉ là sao chép theo hình thức nào thôi. Và cái chuyện mà hai cái phim nó trùng cái ý tưởng không đồng nghĩa là hai phim đang copy nhau, mà là vô tình cái ý tưởng đó nó trùng nhau. Mà mình hãy coi coi là người ta thể hiện cái ý tưởng đó bằng cái cách gì.